Bạn có tin là kẻ chạy trốn duy nhất của chương trình không? Hắn lẻn vào đồn cảnh sát, dẫn đầu một nhóm chuyên gia giải quyết vụ án. Lúc này Triệu Tử Hải đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương làm bất cứ điều gì muốn với chính mình. Nếu tôi không nhầm, có thể đánh lừa cảnh sát và chuyên gia pháp y về thời gian, chắc là đã thiết lập một thiết bị trì hoãn cái chết. Sau khi hung thủ rời đi, thiết bị này mới được kích hoạt giết nạn nhân, làm cho thời gian phạm tội và thời gian tử vong không bằng nhau. Vì vậy trong thời gian chết được xác định bởi pháp y, không có gì ngạc nhiên khi hung thủ có bằng chứng ngoại phạm. Vậy hung thủ đã sử dụng loại thiết bị trì hoãn nào? Thiết bị trì hoãn này cuối cùng dẫn đến cái chết của nạn nhân tư thế là thắt cổ. Vậy thì nó là một phương pháp ngăn nạn nhân bị treo cổ ngay lập tức. Người đàn ông kéo Triệu Tử Hải xuống dưới quạt trần, buộc tay hắn lại, rồi anh ta buộc sợi dây quanh cổ anh ta. Mắt Triệu Tử Hải lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ và sự tuyệt vọng vô vọng. Hung thủ sẽ làm gì tiếp theo? Suy luận thiết bị này vẫn phải bắt đầu với phân tích chi tiết bất thường tại hiện trường. Vậy thì quay lại câu hỏi ban đầu, hắn bật máy sưởi là dùng để làm gì? Lẽ nào mà túi nước đá tan chảy? Nếu đặt một đống túi nước đá dưới chân nạn nhân, bắt đầu người chết dẫm lên băng để duy trì sự sống, nhưng chiều cao giảm sau khi túi nước đá tan chảy, người chết không có chỗ đứng, tự nhiên bị thắt cổ đến chết. Chờ đã, khôi phục nguyên trạng, suy luận này có chút vấn đề. Nếu ở tư thế đứng, cơ bắp ở phần bắc chân căng cứng ở cường độ cao, sẽ có sự tích tụ axit lactic lớn và nồng độ ăn canxi cao. Nhưng trong báo cáo của Tần Minh, ở vai và cánh tay có nồng độ canxi cao, bắp chân thấp. Ngoài ra một lượng lớn túi nước đá không dễ vận chuyển và thu hồi. Hơn nữa nếu Triệu Tử Hải động đậy thì đá túi nước đá đi, chết sớm hơn. Vậy thì vô dụng rồi. Một thiết bị tốt, chắc là vừa có thể ngăn cản hắn tự cứu mình, nó cũng có thể ngăn anh ta tự xử sớm. Suy nghĩ lại, khe hở của bộ tản nhiệt này rất lớn. Hiểu rồi, túi nước đá nút thắt tái chế. Nút thắt tái chế trên dây thường khi được căng, nút thắt rất chặt, nhưng khi dây thường lỏng lẻo, nút thắt sẽ nới lỏng. Nhẹ nhàng kéo dây là có thể tiến hành tái chế. Đó là một cách khả thi. Bắt đầu thôi diễn. Người đàn ông đội đầu lấy ra một sợi dây thừng, đặt dây thừng quanh ngực, buộc nút tái chế dưới nách của Triệu Tử Hải. Triệu Tử Hải hoài nghi nhìn chằm chằm người đàn ông, có phải cảm thấy kỳ lạ không? Tại sao tôi không giết anh? Bây giờ có phải ngay cả nói cũng không nói được không? Người đàn ông trùng đầu buộc đầu kia của nút thắt đi qua khe hở của bộ tản nhiệt và buộc một túi nước đá ở cuối. Bị mắc kẹt ở khe hở sẽ treo Triệu Tử Hải lên. Cuối cùng quấn sợi dây quanh cổ Triệu Tử Hải rồi buộc vào quạt trần. Không biết hiệu quả thế nào, bây giờ bắt đầu thử nghiệm. Thời gian trôi qua, hiệu quả của thuốc gây mê dần dần biến mất. Triệu Tử Hải bắt đầu liều mạng đấu tranh và túi nước đá dán vào bộ tản nhiệt cũng từ từ tan chảy. Khi đá gần như tan chảy thành túi nước chui ra qua khe hở của bộ tản nhiệt, cả người Triệu Tử Hải lập tức ngã xuống. Sợi dây thừng trên cổ anh ta thắt chặt ngay lập tức. Triệu Tử Hải nhanh chóng mất đi ý thức. Lúc này hung thủ chỉ cần ở ngoài cửa sổ thu hồi dây thừng và túi nước đá, sau đó dùng nam châm khóa cửa sổ là được. Như vậy toàn bộ hiện trường đã hoàn thành, có vẻ hoàn toàn khả thi. Nghĩ lại và kiểm tra kỹ, câu hỏi đầu tiên là công cụ gây án có phù hợp không, có thể nhận được vận chuyển thuận tiện không? Phải. Câu hỏi 2, phương thức gây án có thể kiểm soát được không? Có thể xảy ra tai nạn không? Triệu Tử Hải treo lơ lửng giữa không trung, hầu như không có điểm tập trung, tay bị trói, không có khả năng thoát ra. Ngoài ra túi nước đá có thể kiểm soát thời gian tử vong chính xác hơn. Nhiệt độ của lò sưởi là cố định, tính trước thời gian một túi nước đá tan chảy, sau đó xếp thêm một túi nước đá nữa. Thời gian thì nhân 2 lần, 3 là 3 lần. Đó là một thiết bị đếm ngược đơn giản. Câu hỏi cuối cùng, phương pháp này có thể thu thập đầy đủ tất cả chi tiết tại hiện trường vụ án hay không? Mặc áo lông vũ có độ đàn hồi, có thể tránh các dấu thắt trên ngực, để lại dấu vết vận động mạnh của Triệu Tử Hải. Bởi vì sau khi thuốc mê hết tác dụng, đã đấu tranh hết mình muốn thoát ra. Dây trói trên tay là để ngăn Triệu Tử Hải thoát thân. Bộ tản nhiệt mở là để làm tan chảy túi nước đá. Mọi thứ đều được sâu chuỗi lại. Xem ra phương pháp của hung thủ không còn là bí mật nữa. Vậy thì phạm vi thời gian phạm tội của nghi phạm cũng có thể mở rộng một chút. Hắn hoàn toàn có thể sát hại Triệu Tử Hải sau khi trở về nhà, sau đó trước khi cảnh sát đến thu hồi lại dây thừng. Hãy nhanh chóng gửi kết quả mới nhất đi. Cảnh sát thành phố Bạch Kim nên cho tôi một cái đùi gà. Quản lý mạng nói là có một người đột nhập vào làm việc liên tục trên máy tính. Tôi đã kiểm tra chiếc máy đó, đã được làm sạch rất sạch sẽ, là một cao thủ. Điều này càng đáng ngờ hơn. Có thể làm điều này, thật khó để không nghi ngờ đó là Tô Thần. Tình hình giám sát thế nào? Người này hẳn là cố tình tránh được góc chết của camera, không để lại thông tin gì. Làm sao bây giờ? Không có video giám sát thì không thể tìm thấy. Hãy thay đổi suy nghĩ, khu vực này giám sát rất dày đặc. Cô gái, cô lên bản đồ và bôi đen tất cả camera an ninh. Sau khi bôi đen, chỉ còn lại hai con đường, một dẫn đến một tòa nhà dân cư cũ, một khúc quanh đến đồn cảnh sát thành phố Bạch Kim. Tòa nhà dân cư hẳn là hướng khi Tô Thần đến. Còn đồn cảnh sát, nếu là một tội phạm bình thường, có lẽ hắn sẽ không chui vào đó. Nhưng Tô Thần, vậy thì không chắc đâu. Đi, đến đồn cảnh sát. Vừa rồi đã suy luận, chắc chắn hung thủ chính là thủ phạm thực sự của vụ án Bạch Kim 38 năm trước. Nhưng Trần Khang và Triệu Bình đều không ở lại thành phố Kim Lăng trong thời gian dài. Vậy hung thủ rốt cuộc là ai? Ý anh là nói, trong phòng chờ, ngoại trừ cô bé kia, còn có một lão già nữa. Không, lão Đường gia. Đã kiểm tra chứng minh thư của ông lão chưa? Bởi vì lữ cục đã nhận ra mặt của lão Đường gia. Hơn nữa gần đây phá án tương đối bận rộn, ông lão này chắc chắn có vấn đề. Lữ phó cục trưởng vẫn không hiểu Tô Thần. Xong rồi, Tô Thần đây có phải là bị kẹt trong đồn cảnh sát không? Anh trai của tôi, xem ra cùng một chiều vẫn không thể dùng mãi được. Nhóm săn lùng đã phát triển rồi. Thanh Dũng nhanh chóng triệu tập một vài nhân viên của bộ phận hình sự.
Các anh em, cô gái lễ tân nói Tô Thần đang ở nhà vệ sinh trên tầng 2. Chúng ta lặng lẽ đi lên, một đội cùng tôi đi chặn nhà vệ sinh. Đội 2 sàng lọc từng lớp, bắt anh ta một cách bất ngờ. Usugi và Lạp Tập ở lại tầng 1, bảo vệ lối ra. Hành động phải nhẹ nhàng, đừng để Tô Thần phát hiện. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.